người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nha Khoa Hân Tâm và Thấm Thoát đã trôi qua 3 ngày. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp gỡ lại hình ảnh mới của cô Hạnh sau khi cô chờ đợi để gắn răng sứ. Cô cũng rất là nôn nao và ngày hôm nay chúng ta cùng xem thử xem đặt niềm tin của cô có đúng chỗ không. Cô đã được gắn răng sứ tại Nha Khoa Hân Tâm rồi và đã kết thúc luôn. Thì cô có thể chia sẻ cảm xúc của cô lúc này cho các vị khán giả được không ạ? Thì sau 3 ngày thì hôm nay tôi trở lại để được gắn răng theo sự hẹn của bác sĩ. Thì sau khi gắn răng rồi thì tôi cảm thấy rất là hài lòng. Bởi vì là mặc dù là mới gắn bữa nay nhưng mà chưa có qua cái chỉnh sửa gì hết. Nhưng mà tôi cảm thấy là cái khớp nhai là nó cảm thấy là nó tốt. Nó không có bị giống như là nó ổn y như là cái răng thật của mình vậy đó. Thành ra tôi cảm thấy là rất là hài lòng. Dạ, vậy thì cô cho con biết là hiện tại bây giờ cô đã được gắn răng toàn sứ rồi. Thì cô có thể so sánh sự khác nhau giữa răng sứ kim loại trước đây cô mang và răng sứ hoàn toàn bây giờ không ạ? Đúng ra thì cái răng sứ này thì nó nhìn cái thẩm mỹ nó thì nó đẹp hơn cái răng sứ kim loại. Mà cái thứ hai nữa đó là mình thấy cái màu sắc của nó, thấy nó cũng nhìn nó cũng thẩm mỹ hơn nữa, thành ra tôi rất là hài lòng. Dạ, vậy thì cô Hạnh ơi, cô có thể kể sơ cho các vị khách hàng biết là cái quá trình mình làm răng sứ nó diễn ra như thế nào cô ha? Thì sau khi mà bác sĩ tiến hành mà mài răng á, thì trước đó tôi cũng rất là sợ, nhưng mà sau khi bác sĩ làm sao im re, không có nghe đau đớn hay là ê bút gì đó. Dạ, vậy là qua 3 ngày chờ đợi như vậy thì hôm nay cô đã đến để gắn răng đúng không cô? Dạ. Dạ, thì hiện tại cô hài lòng với màu sắc gắn răng này đúng không ạ? Cái màu răng này thì tôi cảm thấy là nó tự nhiên. Nó mặc dù là cái răng sứ là cái răng nó giả nhưng mà nhìn thì nó gần như là 90% giống như răng thật. Đó, thành ra tôi cảm thấy là tôi hài lòng với cái bộ răng này. Dạ, thì Nha Khoa Hân Tâm cũng rất là cảm ơn vì đã được cô đặt chọn niềm tin. Vậy thì cô có muốn lời nào để nhắn nhủ đến các vị khách hàng của bên Nha Khoa Hân Tâm là những ai mà đã làm răng sứ kim loại rồi mà còn cảm thấy là lo sợ vì sợ đau hay là vì nhiều vấn đề khác không cô ha? Qua cái trải nghiệm của tôi rồi á, thì tôi thấy là ở đây là cái nơi đáng để mình đặt cái niềm tin vào cái Nha Khoa Hân Tâm này. Thì tôi cũng muốn nói với bà con là ai mà có cái tình trạng răng mà nó hư, làm sứ trước đây mà sứ kim loại đó nó hư, thì hãy đến đây để trải nghiệm cái chương trình người ta miễn phí, người ta giúp mình. Đó, tôi thấy rất là tốt. Bác sĩ ở đây làm rất là khéo, mà cái cách cư xử của nhân viên phục vụ rồi này cái nọ đó, người ta tiếp đón mình cũng rất là hòa nhã, tử tế lắm. Thì bà con cứ tới đây đi rồi sẽ có đường hầm răng đẹp. Dạ, vậy cô Hạnh ơi, cô ngoài lời những lời nhắn nhủ đến các vị khách hàng, cô có muốn có lời nào gửi đến các vị bác sĩ của bên Nha Khoa Hân Tâm không ạ? Sẵn đây thì tôi cũng gửi lời cảm ơn tất cả các anh chị em ở trong cái Nha Khoa Hân Tâm này. Thì tôi đã đến đây và tôi đã trải nghiệm, bà con cứ tới đây, bác sĩ rất là tử tế, nhân viên ở đây rất là hòa nhã, mà bác sĩ làm rất là hay, rất là ưng ý. Có nghĩa là làm rồi tôi cảm thấy là cái hàm răng y như hàm răng thật, không có bị cái bằng cấn hay là đau buốt một cái gì hết. Bà con cứ tới đây trải nghiệm đi đó. Vâng, và kính thưa quý vị khách hàng, thì chúng ta cũng vừa được giao lưu và lắng nghe những tâm sự thực tế của cô Hạnh, là cô đã là vị khách hàng thực tế trải nghiệm với chương trình của Nha Khoa Hân Tâm thay đổi răng sứ kim loại thành răng toàn sứ hoàn toàn miễn phí. Và cũng được nghe cô kêu gọi mọi người đến. Và Nha Khoa Hân Tâm cũng còn rất là nhiều suất ưu đãi. Thì hy vọng rằng những vị khách hàng nào đang gặp tình trạng mang răng sứ kim loại lâu năm thì có thể đăng ký đến chương trình này. Và nhân đây thì con cũng gửi lời cảm ơn cô Hạnh đã đặt niềm tin vào Nha Khoa Hân Tâm. Và con sẽ chúc cho cô là sẽ cười nhiều hơn trong cuộc sống với hàm răng mới này. Và đặc biệt mọi người cũng đừng quên nhấn nút subscribe để đăng ký và theo dõi kênh YouTube của Nha Khoa Hân Tâm trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.